Thưa quý vị và các bạn, Thường Tín là huyện cửa ngõ của thủ đô Hà Nội. Từ xa xưa, Thường Tín nổi tiếng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, một vùng đất danh hương khoa bảng trăm nghề. Điều đáng nói, ở thời kỳ nào Thường Tín cũng có những người học rộng tài cao, vinh hiển, đỗ đạt và có những đóng góp xuất sắc cho dân, cho nước. Tiêu biểu trong số đó có tiến sĩ, danh nhân, ông tổ nghề thêu Lê Công Hành, quê ở làng Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Nhằm tôn vinh thân thế cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của danh nhân đối với dân, với nước và sự phát triển của nghề thêu Việt Nam, nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam ngày 21 tháng 4 năm 2024 tại Thư viện Quốc gia 31 phố Tràng Thi, Hà Nội, Viện Nhân học Văn hóa phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Quốc gia tổ chức lễ ra mắt và trao tặng cuốn sách Danh nhân ông tổ nghề thêu Lê Công Hành. Cuốn sách được thực hiện trong gần một năm và được biên soạn bởi các nhà khoa học là những trí thức tên tuổi chuyên ngành khoa học xã hội nhân văn như Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Lai Thúy, Viện trưởng Viện Nhân học Văn hóa, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Long, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Thị Hảo, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú, giáo sư Ngụy Hữu Tâm, tiến sĩ Phùng Quang Phát và nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, các nhà nghiên cứu Tạ Đức, Vũ Bình Lục, Phạm Minh Quân, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Ma Lôi. Nội dung cuốn sách gồm 5 chương lớn, 41 chương nhỏ, chủ yếu viết về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Lê Công Hành. Lê Công Hành còn có những tên gọi khác như Trần Quốc Khải, Bùi Quốc Khái. Lê Công Hành sinh năm 1606, là người làng Quất Động, huyện Thường Phúc, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam, nay là thôn Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Ông đỗ tiến sĩ đời vua Lê Thần Tông năm 1637. Với những đóng góp xuất sắc, ông đã được phong tới Thượng thư Bộ Công. Lê Công Hành được cử đi sứ nhà Minh vào năm 1636. Do lập được nhiều công trạng, ông đã được triều đình ban Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, chức Tả Thị Lang Bộ Công, tước Thanh Lương Hầu, được vua ban Quốc Tính. Danh xưng ông tổ nghề thêu của Lê Công Hành xuất phát từ câu chuyện đi sứ ở Trung Hoa, được dựng lên nhằm ghi lại sự tích của tổ nghề thêu. Sau khi đi sứ trở về, ông đã truyền dạy cho người làng Quất Động những kỹ thuật thêu và cách làm lọng tân tiến hơn mà ông đã học hỏi được trong chuyến đi sứ. Thông qua cái việc bỏ ra cuốn sách này, không những tôn vinh một danh nhân văn hóa, nhưng mà danh nhân văn hóa đó thì đóng góp quan trọng nhất chính là ông tổ của cái người thêu làng Quất Động, huyện Thường Tín, và cũng có thể tức là của nhiều làng khác ở Việt Nam. Và chúng tôi là cũng hy vọng thông qua cuốn sách này, cái việc mà tôn vinh của các ông tổ nghề khác có thể tức là lan rộng ra nhiều nơi đấy. Phát biểu tại lễ ra mắt và trao tặng sách, tiến sĩ Nguyễn Tiến Minh, bí thư huyện ủy Thường Tín cho biết, trong 10 thế kỷ khoa cử của các triều đại phong kiến, huyện Thường Tín có 68 nhà khoa bảng, là huyện có nhiều nhà khoa bảng nhất trong số các quận huyện của thủ đô Hà Nội. Thường Tín cũng là huyện có nhiều làng nghề của Hà Nội. Hiện toàn huyện có 48 làng nghề, trong đó có nhiều làng nghề nổi tiếng, tiêu biểu là nghề thêu. Nghề thêu hiện đang rất phát triển ở 5 xã phía nam của huyện, với nhiều nghệ nhân giỏi. Tiêu biểu là các nghệ nhân Nguyễn Quốc Sự, Nguyễn Phúc Sơn, Xuân Nguyên. Vừa qua được sự giúp đỡ, phối hợp nhiệt tình của Viện Nhân học Văn hóa, của Liên hiệp Liên minh Hợp tác xã, huyện Thường Tín chúng tôi đã tổ chức hội thảo khoa học tại trụ sở của huyện. Sau hội thảo khoa học và đặc biệt là sau cái lễ phát hành sách này thì chúng tôi sẽ triển khai các cái công việc để tôn vinh cụ Lê Công Hành. Cách đây khoảng mấy trăm năm rồi, tôi hình dung như đấy, đất nước Việt Nam mình đoan khoản đơn sơ nghèo nàn, nhưng mà cụ tổ của tôi đã mang nghề ở nước ngoài về cho dân tộc mình, nó mang tính chất là xóa đói giảm nghèo cho dân tộc. Thế cho nên cụ tổ tôi cũng tụ tập gọi là bú xã để truyền nghề cho các cụ, các ông, các bà đời trước, và chúng tôi hiện nay chỉ là những đời hậu duệ các cụ tôi thôi. Với tấm lòng tri ân, biết ơn tổ nghề, nhân dân các làng nghề trên địa bàn huyện Thường Tín đã lập đền thờ ngũ xá thờ ông tổ nghề thêu Lê Công Hành. Đình làng Quất Động, nơi phối thờ ngài, còn đang lưu giữ nhiều đạo sắc phong của các triều vua cho ông tổ nghề thêu. Tại phố Yên Thái, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội,
còn có ngôi đền Tú Thị của dân làng Quất Động, thờ vọng cụ Lê Công Hành. Hàng năm, cứ đến ngày giỗ cụ tổ nghề, những người dân làng Quất Động ở Thăng Long đều sắp xếp công việc để về quê tham dự lễ hội. Sau đó, người làng Quất Động lại được mời lên Thăng Long dự lễ hội. Thông lệ này được duy trì đều đặn từ xưa đến nay, như nhắc nhở con cháu làng Quất Động, dù đi đâu, ở đâu, vẫn phải nhớ về tổ nghề, nhớ về nguồn cội, nhớ ơn những người đã dạy và truyền nghề cho dân làng. Nhân ngày văn hóa đọc sách thì chúng tôi rất vinh dự thấy rằng là được sự quan tâm của các quý vị đến những danh nhân văn hóa nói chung và ông tổ nghề thêu Lê Công Hành nói riêng. Đây là một việc làm rất là long trọng và rất là có ích cho các thế hệ về sau này. Với bề dày gần 500 trang, có thể nói cuốn sách Danh nhân ông tổ nghề thêu Lê Công Hành là những nghiên cứu tìm tòi phát hiện đầy tâm huyết của nhóm tác giả, nhằm cung cấp cho độc giả một lượng kiến thức chuyên sâu mang ý nghĩa khoa học về thân thế sự nghiệp của danh nhân ông tổ nghề thêu Lê Công Hành. Qua quá trình nghiên cứu, các học giả đều thống nhất cho rằng Lê Công Hành chính là người đầu tiên tạo lập ra một hiệp hội về kinh doanh tư nhân. Minh chứng, vào thế kỷ 17 tại Phú Hiến, Hưng Yên đã từng xuất hiện một số thương hội, trong đó có một nhánh của ông tổ nghề thêu Lê Công Hành, đó chính là Hiệp hội Trần Khái. Với cái nghề thêu và với ông tổ nghề thêu Lê Công Hành thì lại còn rất gắn bó với vùng đất Hưng Yên. Phố Hiến đã từng có một cái thương hội và trong đó có một cái nhánh của ông tổ nghề thêu Lê Công Hành, đó là cái Hiệp hội Trần Khái, cũng là tên của cụ Kỳ Độ Tiến sĩ. Chúng ta thấy là nghề thì nó liên thông, và đất Phố Hiến là cái đất mà hội tụ trăm nghề, hội tụ các sản phẩm, các thương hội, thương cảng để xuất nhập khẩu, để giao thương nghề nghiệp. Đối với chúng tôi là những nhà nghiên cứu thì thấy rằng là ông tổ nghề thêu Lê Công Hành không chỉ là người con của vùng đất Thường Tín, mà cụ là một người con chung của nhiều vùng đất, trong có vùng đất Hưng Yên. Trong lịch sử dân tộc, có cung thì có cầu, và người ta luôn luôn tìm cách để mở rộng những công việc của mình, những gì tốt đẹp ra ngoài. Thì giao thương trong cái việc ở Phố Hiến ấy, mà được một thời kỳ được gọi thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến, và rất nhiều doanh nhân nước ngoài đã đến buôn bán ở đây, làm việc và giao thương ở đây. Thì tôi nghĩ rằng các cụ nhà ta ngày xưa ấy có rất nhiều điều mà hiện nay chúng ta phải học mãi vẫn chưa hết đâu. Nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, đại diện Viện Nhân học Văn hóa, lãnh đạo Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Quốc gia đã trao tặng 150 cuốn sách Danh nhân ông tổ nghề thêu Lê Công Hành cho Thư viện Quốc gia, 100 cuốn cho huyện Thường Tín và các đơn vị có liên quan. Sách Danh nhân văn hóa ông tổ nghề thêu Lê Công Hành có dung lượng tốt, có chất lượng tốt và được mọi người là hết sức hoan nghênh. Trong đó cả họ Bùi này, họ Lê này, họ Trần này, thế và các quê hương như là Thường Tín, Hưng Yên và những cái nơi khác. Cái này là cái rất là quý để chúng ta như vậy là tôn vinh ông tổ nghề thêu. Chúng tôi cho rằng như vậy là cái nghề thêu là cần tiếp tục được cái sự quan tâm mang tính chất quản lý nhà nước ấy, để làm sao là chắp cánh được nghề thêu là bay lên cùng với lại quê hương đất nước. Đợt mà trao tặng sách cho Thư viện Quốc gia để phát hành trên cả nước cũng đã cho thấy tầm lan tỏa của ông tổ nghề thêu Lê Công Hành. Khi mà được trao tới các thư viện công trên toàn quốc thì các nhà nghiên cứu, các thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, các làng nghề thủ công đều có thể tìm ở đó những cái cội nguồn của mình, những cái giá trị của mình, đặc kể cả những cái kỹ thuật thêu chúng tôi có trong đấy. Theo tôi đây là một cuốn sách rất là tốt, lan tỏa về văn hóa bằng các sản phẩm thủ công, bằng các sản phẩm truyền thống thì có sức sống bền vững và càng khơi dậy cái tinh thần sáng tạo người Việt. Từ những nội dung của cuốn sách có thể khẳng định cuốn sách Danh nhân ông tổ nghề thêu Lê Công Hành là một tài liệu vô cùng quý giá. Cuốn sách không chỉ tôn vinh thân thế sự nghiệp, những đóng góp xuất sắc của danh nhân Lê Công Hành với dân với nước, mà còn vinh danh những công lao của ông trong việc dạy nghề thêu và phát huy những giá trị đặc sắc của nghề thêu truyền thống Việt Nam.